Phoenix, bạn có cảm thấy bị áp lực không? Em không, em thấy bình thường. Em thấy bình thường? Tại sao một lần đầu mà lại thấy bình thường? Tại em đánh với 4 người vô địch quá nhiều rồi cho nên là cảm giác nó bình thường. Stopping it now.